Nam nghĩ là từ lúc mà Nam bắt đầu thi đấu trở lại đến bây giờ là đã 7 tháng thì nó rất là thành công. Kể cả Nam cũng đã bảo vệ được chiếc huy chương vàng SEA Games thì cũng rất là vui vì thành tích mình đạt được đến thời điểm hiện tại. Khi thi đấu thì rất là áp lực, sau một giải đấu căng thẳng chỉ muốn kiếm một nơi nào đó để mình có thể nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng thoải mái, relax, tận hưởng cuộc sống một xíu. Đó là lý do Nam có nhắc tới là Nova World Phan Thiết vì ở đây là có đầy đủ mọi thứ. Hoành tráng, tiện ích, cái cuối cùng sẽ là sôi động. Nova World Phan Thiết đầy đủ mọi yếu tố để có thể tổ chức được những giải quốc tế trong tương lai. Thì hôm nay năm có một cái chuyến trải nghiệm rất là đáng nhớ ngày hôm nay.